Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phát Phát, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video mới. Thì hôm nay Phát có một cái diện mạo khá mới. Nói diện mạo vậy thôi chứ thật ra Phát mới nhuộm tóc. Mới nhuộm chứ thật ra là được một tuần rồi. Tại vì lúc mới nhuộm thì Phát cũng muốn quay video liền nhưng mà không có thời gian. Tới hôm nay thì Phát mới có thời gian quay. Và hôm nay Phát sẽ lựa chọn một cái makeup phù hợp với cái màu tóc. Nếu như mà các bạn muốn biết makeup hôm nay như thế nào thì hãy cùng Phát xem đến cuối video nha. Còn bây giờ thì cùng nhau bắt đầu làm thôi. Đầu tiên hôm nay thì Phát sẽ sử dụng kem dưỡng. của Bobbi Brown. Dạo đây thì Phát thực sự rất là thích cái em kem dưỡng này của Bobbi Brown luôn á. Kiểu như là nó làm cho da Phát rất là mềm. Ây da, sao duyên cái cổ của mình bị chày rồi ta. Ôi trời ơi. Nhiều lúc trên cơ thể của mình có nhiều cái vết. Vết chày mà mình không biết nó từ đâu ra luôn. Ở bây giờ Phát mới để ý là sao cái máy của Phát nó bị ra màu, nó hơi trắng trắng vàng vàng vậy ta. Chắc là do cái phần này mình kiểu rửa mặt á, cái nó bị dính nước nhiều cho nên là nó dễ bay màu hơn những cái phần còn lại. Hôm nay Phát sẽ sử dụng em kem nền của Etude House, tông màu sáng, màu B04. Tại vì Phát cần có một lớp nền thật là trắng để bật cái màu tóc của mình lên. Phát sẽ sử dụng một lượng vừa đủ thôi. Thực sự là da của Phát rất là dễ ăn nắng luôn á. Phát không hiểu tại sao nữa. Cái phần người này của Phát nè các bạn thấy không? Trắng mà không biết sao lên tới cái mặt thì nó lại đen thui lùi à. Kiểu như bị buồn lắm luôn á. Trên người chỗ trắng chỗ đen, chỗ trắng chỗ đen, không đều gì hết. Thực sự là dù Phát có sử dụng kem chống nắng luôn á mà cái mặt của Phát vẫn ăn nắng như thường. Phát không hiểu nổi luôn. Nhìn hai bên thực sự rất mắc cười luôn á chứ. Mà kiểu như lúc nhuộm tóc á thì Phát nghe mấy anh nhân viên nói á là cái màu này giữ không có được lâu. Mà thật sự là Phát lần đầu tiên luôn á, Phát cả gan nhuộm màu hồng. Trời ơi, thì da của Phát thì các bạn cũng thấy rồi đó, nó bị hơi không được sáng cho nên là mình sẽ bị kén màu lắm. Mà tại vì Phát rất là thích cho nên là mình chơi luôn. Các bạn đừng quên tán xuống ở dưới cổ nha. Thì hôm nay Phát đánh nền trắng so với da của Phát cho nên Phát cần phải đánh cho cái cổ của mình cũng đều với màu da mặt luôn. Cái kem nền này khi mà Phát sử dụng á, Phát cảm thấy là nó không có bị quá dày á. Tại vì chắc là Phát sử dụng một lượng vừa đủ cho nên là cái độ che phủ của nó cũng che hết những cái khuyết điểm nhỏ nhỏ cho Phát. Cho nên là Phát cũng không cần phải sử dụng kem che khuyết điểm quá nhiều. Hôm nay thì Phát sẽ sử dụng kem che khuyết điểm của Clio để che một xíu xíu. Phát sẽ che cái quần thâm này tại vì mấy hôm nay ngủ hơi muộn. Dạo này Phát rất là hay chơi bắn búp á. Các bạn có chơi không? Nếu như mà bạn nào cũng có chơi thì hãy comment ở dưới cho Phát biết và hôm nào rủ Phát chơi với nha. Bây giờ Phát sẽ che hết những cái khuyết điểm còn lại trên mặt của mình. Tiếp theo thì Phát sẽ sử dụng phấn phủ của MAC. Màu số nhiêu ta? Nó bị bay hết trơn rồi Phát không biết nữa. Nhưng mà nói chung là màu sáng. Phát sẽ set toàn bộ mặt của mình. Thật sự là dạo này thời tiết ở Việt Nam đúng không? Ở Hà Nội cũng nóng đúng không? Rất rất là nóng luôn á. Trời ơi, bây giờ là không muốn ra đường luôn á. Siêu kinh khủng. Phát cầu quay clip mới có chút xíu mà cái áo của Phát nó đã muốn ướt nhem rồi. Thật sự là không biết tại sao mà dạo này nóng quá trời luôn á. Cho nên là ra đường các bạn nhớ là hãy xức kem chống nắng nha. Và mình phải mặc áo khoác chùm đầu luôn. Thì Phát nghĩ là cái nắng hiện tại nó rất là độc luôn á. Mà gặp công việc của Phát thì phải đi kiểu như là đi ngoài đường nhiều á. Cho nên là không thể nào mà tránh khỏi càng ngày càng đen thui thui lùi. Bạn nhớ là phủ ở dưới cổ nữa nha. Chân mày hôm nay thì Phát sẽ sử dụng son để kẻ cho nó thành màu hồng luôn. Tại vì Phát không dám nhuộm chân mày. Phát sợ bị rụng chân mày quá. Đã ít rồi mà còn rụng thì chắc xỉu. Bây giờ mình tâm sự về cái tóc đi ha. Thực sự là hôm bữa Phát đi nhuộm á, trời ơi, rác tung đầu luôn. Trời ơi, Phát thực sự là không nghĩ là nó rác tới vậy luôn á. Tại vì á, anh
Anh nhân viên á nói là muốn lên được cái màu này thì Phát phải tẩy 3 lần. Rồi Phát nghe xong Phát muốn Thôi không làm gì nữa hết. Thật sự là tẩy một lần là Phát muốn xỉu rồi đó. Tẩy 3 lần chắc giờ dục cái đầu đúng không. Cuối cùng thì Phát nói ảnh là em tẩy một lần thôi được không anh ơi. Cho nên là anh đã cố gắng tẩy cho nó trắng hết mức có thể. Cái màu này thì các bạn phải tẩy tóc kiểu như là nó lên thành màu bạch kim luôn á thì mình mới lên được cái màu này. Nhưng mà những bạn da ngăm mà thích màu này á thì Phát khuyên là hãy nhuộm đi, bởi vì Phát cảm thấy là nó không có bị làm cho da mình bị xỉn đi mà nó làm cho mặt mình bị tối á. Phát cảm thấy là nhuộm màu này xong da Phát cũng bình thường thôi à, cũng không có gì hết á, ngoài việc là bị mọi người nhìn ngó hơi nhiều thì kiểu như là Phát đi ra đường á ai cũng nhìn hết trơn á, ngại Phát không quen với cái việc đó lắm. Nhưng mà thôi, tới bây giờ thì Phát cũng quen rồi, không sao. Miễn là đẹp là được. Cái màu này hình như là nó hơi sáng hơn cái tóc của Phát thì phải. Phát thấy bây giờ thì nó hơi bị kiểu tím tím á. Cho nên để tí nữa Phát sẽ phủ cái phấn màu hồng lên. Phát sẽ sử dụng bảng màu mắt Naked Cherry màu 2C ở đây để Phát phủ nhẹ lên một lớp cho nó hồng lại. Tiếp theo tạo khói, Phát sẽ sử dụng tạo khói của NARS. Trước khi đánh mắt thì Phát sẽ kẻ cái mí giả. Thì cái mắt bên này của Phát nó không có mí, nhìn nó kỳ quá. Nên là Phát sẽ kẻ xương xương vô. Cho nó ra cái đường mí một chút. Đó, mình kẻ ít thôi, tạo cảm giác cho hai con mắt mình nó có mí thôi chứ đừng có kẻ nhiều quá. Bởi vì nếu kẻ nhiều quá thì nó sẽ bị lộ lắm. Phát sẽ kẻ cho cái đuôi bên này nó cũng hơi dài dài chút. Hôm nay Phát sẽ sử dụng bảng màu mắt của Naked Cherry màu ban nãy luôn, Juicy, để tan hết cái màu mắt của mình, tan lên trên luôn. Dạo này Phát thích đánh hết cái màu mắt của mình lắm. Đến hết. Ở cái phần này thì các bạn nhớ là mình chỉ dặm dặm thôi nha, để cho nó không có bị bay cái đường mí mà ban nãy mình kẻ. Sau đó mình sẽ tán tiếp tới mắt dưới. À, hôm nay các bạn thấy có gì lạ không? Đó chính là Phát sẽ đeo lens sau. Phát sẽ không đeo lens trước như mọi khi nữa, để cho cái màu mắt nó không có bị bay vào cái lens của mình á. Không biết có ai giống Phát không ta? Chứ Phát thường hay mua mỹ phẩm vậy sao Phát để yên một chỗ luôn. Phát lấy ra, Phát quay hoặc là Phát xài một lần xong là Phát để yên luôn, Phát không đụng tới nó nữa, kiểu như là mình bị quên luôn á. Như cái hộp này Phát mới sử dụng được có một lần, hai lần thôi. Mà tới hôm nay Phát mới nhớ để Phát lấy ra Phát sử dụng lại. Trời ơi, kiểu như mình hay bị quên á. Tiếp theo Phát sẽ sử dụng bảng màu mắt Violet Bot và sử dụng cái màu hồng dâu. Phát sẽ sử dụng cái màu hồng dâu này để tán vào cái hốc mắt của mình. Phát sẽ chỉ tán ở một nửa cái hốc mắt thôi, Phát sẽ không tán hết.
Tiếp theo thì Phát sẽ sử dụng bảng màu mắt của Glamgram, bảng Venus, và sử dụng cái màu đỏ trong này để tan ở phần mắt dưới. Bảng màu mắt này thực sự là nó lên màu rất là đậm, cho nên là mình chỉ cần lấy một lượng ít thôi nha. Tiếp đến kẻ mắt thì Phát sẽ sử dụng em kẻ mắt của Heroin Max để Phát kẻ một đường line mảnh trước. Tiếp theo thì Phát sẽ sử dụng cái eyeliner màu hồng để kẻ đè lên cái đường line màu đen ban nãy mình mới kẻ. Và lần này Phát sẽ kéo dài cái đuôi của Phát ra luôn. Ok, Phát sẽ tiếp tục vẽ cái mắt bên này. Và thật ra nếu nhìn vậy thì nó cũng thấy màu hồng này, các bạn có thấy không? Thì cái mí của Phát không thấy gì hết, nhìn lên cái nó mất tiêu màu hồng hết trơn. Thực ra thì lúc mà Phát mua cái này Phát nghĩ là nó sẽ hồng hơn nhiều, nhưng mà cái này thì nó kiểu hơi hơi thôi. Tiếp theo thì Phát sẽ bấm mi. Bấm mi thì chắc Phát sẽ cần một cái gương để Phát bấm nó kỹ hơn. Tiếp theo thì Phát sẽ sử dụng má hồng của Bastien màu đỏ để tán cho hai cái má của mình nó ửng lên. Tiếp theo thì Phát sẽ sử dụng highlight của NARS để tán cho cái mặt mình nó bừng sáng lên. Tiếp theo là một bước khá là quan trọng trong makeup look lần này, đó chính là Phát sẽ vẽ trái tim khắp mặt của Phát luôn. Sau đó Phát sẽ dùng những cái sticker để Phát dán lên. Bây giờ Phát sẽ sử dụng cái eyeliner để vẽ trước. Phát sẽ sử dụng eyeliner của Kat Von D màu hồng. Ta-da! Bây giờ mình sẽ kẻ những cái trái tim thật nhỏ. Tiếp theo Phát sẽ sử dụng một cái chì của Sephora màu nhạt hơn để Phát vẽ xen kẽ.
thật sự mấy cái mà kiểu vẽ vẽ kiểu là phải kỹ kỹ thì nó hơi khó với phát với gì tay của bác biết sao không biết sao mà kiểu từ nhỏ là nó đã rung rồi đó, cho nên những cái gì mà cần tỉ mỉ thì khó lắm. Phát cũng sẽ sử dụng cái eyeliner màu hồng để vẽ luôn. Ta-da, xong rồi. Bây giờ Phát sẽ đánh son. Và Phát sẽ sử dụng màu Gen Mod của Ba Xe. Phát sử dụng một lượng ít thôi. Sau đó mình sẽ uống bụng ra. Và sử dụng tăm bông để tán. Xong, vậy là Phát đã hoàn thành xong makeup look lần này rồi. Bây giờ Phát sẽ đi thay đồ và chỉnh chỉnh lại một chút xíu tóc. Một chút xíu tóc. Phát thấy cái này giống như là makeup Valentine đó. Nhưng mà đã qua lâu rồi. Thôi kệ. Biết đâu các bạn sẽ để dành cho Valentine năm sau, đúng không? Bây giờ đợi Phát một chút xíu. Và lên hôm nay Phát sẽ sử dụng của Lenai màu Rusty và em Blue. Vậy là Phát đã hoàn thành xong makeup look ngày hôm nay rồi, mọi người thấy thế nào? Phát nghĩ là makeup look này sẽ hợp với không khí mùa hè sắp tới lắm đó. Còn bây giờ thì chắc phải chào tạm biệt mọi người rồi. Và mọi người đừng quên nhấn like cũng như là subscribe kênh channel của Phát nha. Và hãy nhấn cái chuông vàng kế bên để mỗi khi mà Phát post video clip mới thì nó sẽ thông báo đến các bạn. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn follow Instagram cũng như là Facebook Phát nữa. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp mọi người trong video clip sắp tới. Mua.